Xin chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio là một video để Tùng Nguyễn search cho một bác khanh một con đẩy Martin có mã là 1800W. Con này là đẩy 4 kênh và con này có giá ngót nghét chục triệu. Và đẩy 4 kênh này, một kênh là 1800W, chuyên trị phun đôi và súp kép các bác nha. Đẩy Martin này trên thị trường anh em cũng bán thôi. Anh em cứ gõ là đẩy Martin mới 1800W là nó hiện ra thôi. Cục đẩy này chuyên đi làm sự kiện rồi. Và tất cả ở đây nó đều là sắt, rất là dày. Cục đẩy cứng cáp, khỏe. Và mã là Martin 1800W đẩy 4 kênh. Và ở đây có một cái ốc để bắt liền với cả cái mặt, thì nó là để giữ cái cục nguồn ở trong khi vận chuyển là một. Thứ hai là nó sẽ chống bị xê dịch cái cục nguồn ở bên trong, thì nó bắt có một cái ốc để bắt liền với cả cái lắp này. Đây là ngoại quan của con đẩy này, mặt sau các bác nha, mặt sau. Con đẩy này là hàng Trung Quốc lắp ráp và sản xuất và mang thương hiệu của Martin. Thì nhà Tùng Nguyễn thì nhập các cái mặt hàng này thì đều anh em khách quen ủng hộ. Martin 1800W dày lắm các bác, cái này dày lắm. Ở đẩy này thì anh em có thể là một cục đẩy có thể là xong được một cái đám cưới nhỏ đấy, tùy theo phụ thuộc vào anh em đi các xô các dàn nhiều loa thì anh em chơi nhiều đẩy. Thường thường thì anh em chỉ làm hai cục đẩy là chơi xong một đám cưới thôi. Cục đẩy này thì nó rất là khỏe. Và hôm nay Tùng Nguyễn làm video để giới thiệu sản phẩm quan hoa một chút và Tùng Nguyễn test cho các khách này là bác đi làm đám cưới ủng hộ bên Tùng Nguyễn là cái mẫu đẩy mới 1800W của mang thương hiệu của Martin. Tất cả các ốc ở đây đều được dán tem. Đấy, và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha. Cục đẩy này Tùng Nguyễn gửi bưu điện cho bác. Bác ấy không có thời gian để đi đón xe nên Tùng Nguyễn gửi bưu điện. Cục đẩy này thì Tùng Nguyễn cũng muốn gửi xe cho bác nhưng bác không muốn gửi xe vì bác không có thời gian đi đón. Và bác này là bác cũng là khách quen của Tùng Nguyễn, lấy rất là nhiều thiết bị loa bát rời. Và hôm nay ủng hộ cục đẩy này. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.